Xin chào cả nhà nha, xin chào cả nhà nè. Hôm nay anh giới thiệu tới mọi người, đây là máy phun sương mini ha mọi người. Thời tiết này rất là nóng nực cho nên mình nên mua một cái máy phun sương mini về chăm sóc cho da của mình nha. Vì càng nóng, da của mình nó sẽ càng thiếu nước, cho nên mình nên mua máy phun. Thứ nhất là mình có thể phun bằng nước nè, nước khoáng á mọi người. Có thể đổ cái nước hoa hồng vào cũng được nha. Đây là An thử cho mọi người xem nha. Đây là nước hoa hồng của An ha. Còn máy là như thế này. Máy mình xài bằng pin. Hết pin thì mình sạc, sạc giống như điện thoại của mình vậy nha. Phun cực kỳ mạnh nha mọi người nha. Phun cực kỳ mạnh. Mọi người đến shop mua một máy là được giá sỉ nha mọi người. Thời tiết này mà không chăm da là có đường mà bỏ cái da luôn á. Da của mình rất là xuống. Bây giờ em ví dụ như em phun vô tay của em cho mọi người xem nha. Đó, nước nó sẽ đọng ở trên tay của em. Đây là nước hoa hồng nha. Thì khi sử dụng cũng vậy, mọi người cho phun lên trên mặt thì nước nó sẽ phun lên trên cái mặt của mọi người. Đó, đó, cái tay em ướt hết rồi, tức là từ cái máy nó sẽ phun ra nha mọi người nha. Ở trên đây nha, phun trên đây nha. Nước nhiễu. Khi mọi người sử dụng máy này á, hoàn toàn 100% tinh chất nó sẽ thấm vào trong da của mọi người. Mọi người đến shop mua một máy là được giá sỉ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.